Các bạn, trời ngày nay nắng đẹp đó, mua bò rồi đi bán dạo cùng hết rồi, vừa về tới nhà trời vẫn còn nắng đó, thì vừa về tới nhà còn chỉ có được 4 con thôi. Xuống xe báo giá chi tiết cho các bạn xem tham khảo đó. Ngày nào cũng 3B hết. Con này bông 3B, bông muối tiêu đó. Chân càng to bông muối tiêu. Xuống để xuống, xuống em, xuống 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 đó. Rồi đó, tổng quan 4 con, 2 con rèn, 1 con bông, đó, 1 con da luông trăm kia. Rồi 4 con như vậy, về đó cho nó chạy thoải mái hả, thì xíu nữa rồi quay. Hai, sau một ngày dài thì chúng ta lại được gặp nhau. Tuần TV, MC Cuộc Sống xin được đồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Đó thì chia sẻ với các bạn, hôm nay là thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Thì công việc sớm giờ mình cũng có đi xem và mua bò. Ngày nay mua khá nhiều các bạn, 8 con đó. Nhưng mà trên đường về thì bán 4 con rồi, còn tổng quan 4 con. Đó thì bây giờ mình quay chi tiết video công khai báo giá 4 con này trước khi trời tối, để cho quý vị anh chị và các bạn có video xem cũng như là tham khảo giá cả bò bê hàng ngày mình mua bán. Rồi thì ngày mới cũng xếp khép lại, cũng kính chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, chăn nuôi luôn được thuận lợi và theo dõi hết nội dung video với mình nhé. Bắt đầu nào. Trước khi trời tối thì mình quay video chi tiết 4 hình ảnh của 4 con bê ngày hôm nay về chuồng đó, để không trời tối rồi quay không được, mới về nhà lạ bòi kêu quá đó. Thì trước mặt quý vị anh chị và các bạn là con ba bê bông đó, ba bê bông, bông muối tiêu đó. Con này thì bông muối tiêu trúng luôn nhé các bạn, mông đuôi như thế này đó, nhưng mà nhỏ tháng nhỏ bê, chân cánh to chứ không nhỏ nhé các bạn, thì tất nhiên nó sẽ nhỏ tiêm đó. Thì con này chia sẻ với các bạn giá mình bán ra là 24 triệu đó. Rồi con tiếp theo, con tiếp theo là con đây đó, ba bê da lương đó, nó to thì bằng cái con ba bê bông đây đó, nhưng mà nó da lương nhưng mà lại bông muối tiêu nhé các bạn, ý nhầm, bông điểm xương nhé các bạn, vì là nó có lấm tấm một vài cái lông trắng đó. Đây mạch đó, đây các bạn xem này, lấm tấm một vài bông trắng. Đó thì con này mình bán với giá là 23 triệu, rẻ hơn con này 1 triệu đó, giá 23 triệu hai con này đó. Thì cặp này 47 triệu đó các bạn, cặp nhỏ này là 47 triệu đó, con 23, con 24 đó, hai con như vậy. Quay cho các bạn xem đó, bê thì hai con nó đi tương đồng với nhau, các bạn thấy tương đồng không, nhưng mà cái con da lương kia thì nó rẻ hơn con bông muối tiêu 1 triệu. Vậy là thứ nhất là màu lông của nó là màu da lương, thứ hai nữa là mông đùi của nó không tốt bằng cái con ba bê bông này đó. Rồi đó là hai con nhỏ, tiếp theo là hai con ba bê lớn đó, hai con ba bê lớn là hai con ba bê rình các bạn.
Đó, hàng Baby Ren trong cảnh rất là to, cặp mình rất là dài. Đó, thì chia sẻ với các bạn thì cặp Baby Ren này mình bán đồng giá đó, 25 triệu một con. Đó thì một con nó cao hơn, nó cao dài hơn á thì nó lại ít thịt hơn vì là cai sữa rồi. Con kia thì cũng vừa cai sữa xem đó, nó lùn hơn xíu nhưng mà chân cánh nó to hơn, thịt nó nhiều hơn đó. Thì hai con này thì mình bán đồng giá hết là 25 triệu một con đó. Thì chia sẻ tổng quan với các bạn hình ảnh của bốn con bê ngày hôm nay chỉ có được bao nhiêu đói, và bốn con bê này á thì mình chốt cho hai ông anh ở trên nhà thờ Tiên Sơn đó, thì báo giá để cho bà con tham khảo cũng như là những người bán bò cho mình được biết vậy thôi. Cặp lớn này thì mình chốt cho ông anh mua của mình 5-6 con bò rồi đó, ở chỗ nhà thờ Tiên Sơn đó, kẹp Baby Ren đồng lứa đồng giá này đó. Đó, quay chi tiết để cho các bạn xem đó, vừa đi vừa quay, quay từ xa tới gần, từ gần tới xa đó, bốn con như vậy chạy như vậy để cho các bạn xem từ đấy, từ này ra tới chỗ mấy con bê hiện rồi tầm chắc 20 mét, gần 30 mét đó, quay xa để cho các bạn xem hình dung con bê từ xa tới gần, từ gần tới xa. Chiều cao của những con bê này rơi vào tầm khoảng cỡ 1m5, 1m1 đó. Mấy con Baby Ren, hai con Baby Ren thì khoảng cỡ cứng 1m1, còn hai con Baby kia thì 1m5 như con 1m1 thôi các bạn, chứ không có hơn. Đó thì tổng quan thì hai bốn con này thì cũng bán hết luôn rồi, nhưng mà vẫn quay video chi tiết để có video tham khảo cho quý vị về và các bạn xem mỗi tối đó. Thì chia sẻ với các bạn là ngày mai là tất niên, tất niên nhà mình đó. Thì mình vẫn để bò tại nhà thôi, ngày mai lo cái tất niên nhà cúng xe 16 đó, 16 tháng chạp đó, thì ngày mốt thì mình mới vận chuyển bò được đó. Thì những ai mà quen biết Tùng TV đồ á thì chia sẻ với các bạn là ngày mai mình cũng không thể đi mời được, nhưng mà ai quen biết đến mình nếu mà ngày mai có rảnh rỗi chút thời gian thì mời những người ở gần tới dự lễ tất niên của nhà của mình đó. Bò này các bạn ăn ăn uống tốt lắm đó, thì kẹp 47 triệu rồi thì chốt cho bạn tí trên nhà thờ Tiên Sơn gọi hôm nay rất lâu rồi, nó kiếm cho một kẹp nhà tầm 47-48 triệu thì kẹp này là vừa luôn, vừa mồm luôn, vừa bông vừa đẹp luôn đó. Còn kẹp lớn đó thì Baby Ren này nó độc bê, nên là để cho ông anh ở trên nhà thờ Tiên Sơn mua của mình 5-6 con bê rồi đó. Hai con là đồng lứa đồng giá luôn, cái con kia thì nó cao hơn xíu nhưng mà nó hơi gân bò hơn, còn con này thì nó lùn hơn chút thôi nhưng mà chân cái nó to, thịt nó nhiều hơn đó, Baby Ren hết. Con đây Baby Bông, bông đó thì đẹp, bông mũi tiêu trúng luôn đó, bông mũi tiêu. Với con nhỏ cái 23 triệu thì chốt cho bằng tí đó. Thì giờ quay video sơ sơ vậy thôi, nhanh gọn lẹ vậy để cho quý vị chị và các bạn quan tâm tham khảo. Thì giờ lo tém rứa xong rồi là up video lên cho bà con xem, cũng như là đi mời tất niên bà con chùm sớm đó. Thế còn hết giờ, hết thời gian rồi, trời cũng sắp tối rồi các bạn đó, quay chi tiết cho các bạn xem. Rồi, rồi ông anh ở trên nhà thờ Tiên Sơn thì mua cái bò của mình nhiều rồi, nên là giờ cũng quay chi tiết hình ảnh của con bê để ngày mốt rồi mình chở lên, mình cũng nói với anh rồi đó. Và giá này thì chia sẻ với các bạn là bao gồm phí vận chuyển luôn rồi, cũng như là hai chú bò đó, để được biết bao gồm phí vận chuyển về tới nhà. Kẹp 47, kẹp 50 như vậy rồi. Và các bạn, thì vừa rồi là toàn bộ nội dung video mình chia sẻ về hình ảnh cũng như là giá cả bốn con bê mà trong xe 8 con mình bắt ngày hôm nay đó. Thì bốn con bán dọc đường, bốn con thì về tới nhà quay chi tiết hình ảnh rõ ràng để cho quý vị chị và các bạn quan tâm tham khảo đó. Thì chia sẻ với các bạn thì cũng sắp cuối năm rồi, nên là số lượng người bán thì rất là nhiều, nhưng mà giá cả hình như là mình vào mình trả giá thì
hồ kinh quá nên là cái số lượng bò mình bán hàng ngày không có nhiều. À, mặc dù gọi mình rất là nhiều lần để bán nhưng mà xuống trả giá thì không bán, mà hồ giá rất là cao và mình trả không không được. Đó thì ngày nào cũng đi xem mua bò và mình cố gắng đưa cái giá thành con bò nó gần nhất cho người mua người bán, nhưng mà làm vẫn công khai như thế này, mua bán báo giá chi tiết từng con như vậy. Nhưng mà số lượng bò hàng ngày bác thì cũng không được nhiều nên là bác đâu bán đó hết các bạn đó. Rồi thì đây bò này về nó ăn này các bạn đó, hai con ba bê rừng, đây là con ba bê rừng ăn rất là tốt đó. Thì nói chung là chia sẻ nôm na là như vậy. Vừa rồi là toàn bộ nội dung video mình chia sẻ về hình ảnh cũng như giá cả bốn con bê này. Cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Ngày mai nếu mà ai ở gần thì mời về tới nhà mình trưa dự lễ tất niên cuối năm, và ngày mai mình xin phép nghỉ một ngày cũng như là không có video đó, để cho bà con xếp xếp cái lịch xem video theo dõi hàng ngày cho nó được dễ. Rồi, bye. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye ạ. Nhớ đăng ký kênh nhiệt tình nhé cả nhà.